Chuyện kể về mấy chuyện trong nhà, có lúc buồn, có lúc vui và có lúc cãi vã. Xảy ra đủ thứ chuyện ở trên đời, nhưng vẫn luôn bên nhau mỗi khi có vấp ngã. Dù là Nam Bắc hay là Đông Tây, chị em ta vẫn sẽ tay ở trong tay. Dù có hay chưa được mối tình vắt vai, nhưng chị em ta vẫn sẽ là mẹ. Cuộc sống cứ thế vận hành, bao giờ lao xe mới khiến thân xuống thế xanh. Đôi khi có nhiều lối thôi khiến cho chị em bối rối, nhưng ta bỏ qua hết cứ vừa lại lành. Tương lai ta mới sau cùng một tiến lên, bây giờ ta mới xa xa kia kế bên. Mà kệ ta cứ sống và chúng ta là chị em một nhà. We fly, có thêm luôn chung một nhịp chạy dương. You are fine, nếu muốn sống là để nghĩ mình cùng chung chí hướng. Dẫu có chuyện thì vẫn sẽ nổi cạnh bên nhau. Hôm nay em đi chơi vui chứ? Dạ, em rất là vui khi được đi cùng với anh và chị. Em vui là được rồi. Anh chọn nơi này á làm địa điểm hẹn hò đầu tiên của tụi mình, tại vì anh thấy ở đây nó rất là yên tĩnh và ấm áp, hy vọng là em sẽ thích. Dạ, em thích chứ. Cái chỗ này ấm áp, thoải mái lắm ạ. Hai đứa coi chuyện với không khí đi, nói chuyện tiếp đi mấy em. Sẽ đúng kia. Ngon lắm, ăn đi. Khang, xuống lấy xe đi em, để chị với Kim đi bộ bắt taxi. Dạ, em ở đây đợi anh nha. Chị nghe, hôm nay đi chơi có vui không? Dạ, em rất là vui khi được đi cùng với anh chị. Thiệt không? Chị biết mà còn giả bộ hỏi đúng không? Em không hề vui chút nào hết đó. Không phải là em không muốn đi cùng chị, nhưng mà ngày hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi em. Em cũng đã trông đợi nó rất là nhiều, nhưng mà em cảm thấy nó có trôi tuột như thế nào á, là tại vì có chị á. Thà là buổi hẹn hò này không có còn hơn. Rồi làm sao nữa, nói tiếp đi. Em biết là chị không có thích em, em cũng chỉ là một đứa bán hàng online thôi, thì làm sao mà xứng với anh Khang và gia đình chị chứ. Nhưng mà ngoài cái ơn hai người cứu em ra, thì em thật sự cảm ơn và muốn em tốt với anh Khang. Đúng như em nghĩ á, là ngay từ đầu chị không hề thích em luôn á, từ ngoại hình, tính cách cho tới công việc em đang làm. Khang nhà chị á thì nó rất là ngô nghê và thật thà, rất dễ là đối tượng cho người khác lợi dụng, em hiểu không? Nhà có hai chị em thôi, nương tựa với nhau mà sống, cho nên là chị không muốn nó bị tổn thương gì hết trơn á. Nhưng mà qua cái cuộc gặp gỡ hôm trước và ngày hôm nay thì chị càng khẳng định một điều là chị không muốn em với Khang hẹn hò. Nhưng mà có lẽ chị đã sai khi mà đánh giá một người quá sớm. Em là một cô bé rất là dễ thương, em thể hiện hết mọi cảm xúc của mình ra ngoài hết trơn à. Và quan trọng là em chân thật với gia đình chị ngay từ đầu. Một điều quan trọng hơn nữa là chị chưa bao giờ thấy Minh Khang nó hạnh phúc như vậy khi ở bên cạnh một ai. Nên là lâu lâu tôi phá vậy thôi, không có gì đâu. Thiệt hả chị? Em cảm ơn chị. Rồi, đi ra đi. Không có thân thiết gì đâu mà ôm.
tôi đi taxi về. Bye bye chị Thúy Anh. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lizzy cùng với cuộc sống xa hoa với hội Mắt Nai. Ba ba ba, xin chào cô chú Trang. Xin chào cô chú. Và hôm nay Lizzy sẽ đập hộp những món hàng hiệu đắt tiền nhất mà Lizzy từng mua và được fan hâm mộ tặng. Hộp đầu tiên. Mọi người ơi, nhìn cái hộp đã thấy sang rồi đúng không? Và bây giờ Lizzy sẽ mở ra nha. Ở mà khoan, trước khi mở hộp này thì Lizzy cũng thông báo với mọi người rằng kênh của Lizzy cùng với hội Mặt Này đã lên tới lượng subscribe kinh khủng, lên tới con số 10 dọc ra rồi mọi người ơi. Yeah, con số là con số 10 nha mọi người. Nói vậy thôi chứ bây giờ Lizzy sẽ mở hộp ra nha. Vâng, thưa quý mọi người, chắc là đây là một sự nhầm lẫn thôi mọi người. Thì mày kêu tao bỏ cái gì vô đó vô cho nó cái hộp nó đẹp. Tao bỏ đồ vô, sáng tao đi học vô đó. Không biết giỏ hiệu đâu. Đây. Vâng, lúc nãy là một sự nhầm lẫn thôi mọi người. Và đây mới chính là đồ hiệu thật nè. À, Linh sẽ mở hộp nha. Wow, thơm quá, hàng hiệu mày ơi. Bất ngờ quá mọi người ơi. Lần đầu tiên Lizzy được tặng một món hàng hiệu như thế này. Thơm nữa. Ê, diễn chân thật xíu đi, mày làm giả trân nè. Ê, thơm. Thơm thật mọi người ạ. Thơm quá à, mà mùi thơm như thế này là mình phải xịt xuống cánh phòng. Đấy, cho miếng coi. Có hai chị làm gì đây? Em đang live stream với fan club đó nha. Em ghen quá à, dám lấy chai nước hoa của chị xịt lung tung hả? Em có biết cái này là hàng của Pháp không? Biết là mắc tiền lắm không? À, mọi người ơi, mọi người đừng có để ý chị lúc nãy nói nha. Tào lao quá à. Tôi tắt rồi. Túi hàng hiệu của chị mà em dám đem ra livestream hả Lizzy? Em chán sống hả? Em không có biết gì đâu nha. Mày, nay còn dễ hơn cả bé trai nữa. Em chết đó chị, em không biết gì đâu. Hi mọi người, Trai đã quay trở lại rồi đây. Đó chỉ là một cái sự cố hy hữu thôi, mọi người đừng bắt chước cô gái đó nha. Một cô gái rất là xấu tính và sống giật chết. À, mà mọi người ơi, nếu yêu thích chị em tụi mình thì hãy nhớ like, share và subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Yeah 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 vậy. Tết nhất đến nơi phải cho tụi em quẩy nhẹ chứ. Đúng rồi, chị phải hòa vào không khí của mùa xuân tươi đẹp này chứ. Tươi đẹp cái con khỉ, để yên cho ta làm việc nào. Không những tụi em không để yên mà tụi em còn nhảy cha cha cha. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. Tao nói nín. Tự nhiên cái căng. Căng chứ tụi bay bớt lăng lăng á. Bữa nay mùng 5 rồi. Hạ niên hết rồi, Tết nhất gì nữa mà quẩy nữa. Deadline nó dí ầm ầm đây. Ngập đầu chị mày đây. Mày để yên cho ta làm việc không? Hết Tết thì hết Tết chứ. Nghĩ sao trong lòng tụi em còn Tết là được rồi. Tại sao chị phải nói ra những lời buồn đấy nhỉ? Đúng rồi. Đúng là sống với mấy bà chị lớn tuổi khô cằn. Con con tụi bay hả? Học sinh làm sao mà biết đến cái chuyện mưu sinh là gì? Mưu sinh
Nhìn đi, khóc hoài. Ai vậy? Là ta. Ông là? Một, chứ không phải là cô hồn cắt đảng đâu. Cô quá. Một ơi, con khổ quá à. Dàn ra coi. Khó chịu thiệt luôn á. Nữ nhi tụi bay lúc nào cũng yếu đuối. Hở cái là khóc, hở cái là khóc. Mệt mỏi, nín. Rồi, nói ta nghe, vì sao con khóc? Sống trên đời khổ quá ông Bụt ơi. Trưởng thành làm gì để đến lai dí. Làm hoài hết nè. Khổ quá nè. Làm công ăn lương thì phải chịu thôi. Cuối tháng lãnh tiền thì tụi bay lãnh, chứ tao có lãnh được lòng nào đâu. Thôi con không chịu đâu. Tự nhiên ông Bụt xuất hiện, không giúp được gì. La hoài. Không có hề la luôn á. Cái này là dạy, dạy để khôn ra. Rồi bây giờ muốn ta giúp cái gì đây? Dạ, con chỉ ước Tết nó kéo dài ra thêm, để con có thời gian làm nhiều việc hơn, có thời gian đi chơi đàn đúng. Rồi gì nữa ta? Nói chung là làm những cái việc con thích. Mình 5, 6, 7, 8, 10 đó, ông kéo dài cả chục mùng cho con được không? Sao, được chứ. Ui, ghê vậy. Nhìn ông cùi cùi mà làm được hả? Này, cái con dâm nữ lạc đường kia, do cái đầu của ngươi suy nghĩ không có thiện lành, cho nên ta mới biến ra hình hài cùi bắp như vậy nè. Ta là một thiệt vô cùng xịn sò. Ta sẽ chứng minh cho con thấy. Hồ Biên. Và điều ước đã trở thành sự thật. Đây là mùng thứ 6 mà tôi của Tết, và tôi vẫn chưa được đi làm. Ngu, em có chuyện vô giỡn mặt hả? Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đặt tên chính thức cho virus corona mới gây bệnh COVID-19 là SARS-CoV-2. Tên này được chọn vì virus mới có sự tương đồng về gen với virus corona. Và tôi vẫn tiếp tục được nghỉ Tết. Gần bên anh như chẳng nói nên lời. Anh gì ơi, cho em được về chung lối. Vì em cứ ngẩn ngơ, bao đêm vẫn thẫn thờ. Chính anh đây người cho bằng em mơ. Chờ người đến bên say, lắm lắm đi không suy.